Thế giới của bạn là gì? Thế giới của tôi là thế giới mạo hiểm, bứt phá giới hạn bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Chinh Phục Sa Mạc năm 2016. Và làm thế nào một cô gái bình thường và muốn thoát khỏi ghế văn phòng để đến với sa mạc? Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện cùng với Thanh Vũ nha. Xin chào Thanh Vũ, cú hích nào đã khiến bạn rời khỏi cuộc sống êm đềm của mình? Em sinh sống và làm việc ở Singapore, mọi thứ nói chung là rất là thoải mái. Thế nhưng mà cũng có một thời gian khi mà sức khỏe của em không được tốt lắm. Em bị viêm amidan rất là nhiều và bác sĩ nói là là người lớn mà bị viêm amidan nhiều như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến tim. Thế nên là em phải phẫu thuật để cắt amidan. Cũng trong cái khoảng thời gian đó thì cũng có một số bất trắc xảy ra. Không may là có một số người bạn của em, mặc dù là tuổi vẫn còn rất trẻ, đã qua đời. Khi đó nó làm cho em chợt cảm thấy như là liệu mình có thể sống như thế này mãi được không? Ban ngày đi làm, tối về đi chơi. Vậy thì nếu như mà mới chỉ có 25 tuổi mà em đã cảm thấy cái cuộc sống nó quá êm đềm, nó không có nhiều thử thách như vậy, thì 30 năm nữa, 40 năm nữa thì em sẽ như thế nào? Cái ngọn lửa đam mê cho cuộc sống của em có còn không? Thì những cái suy nghĩ đó nó dẫn dắt em đến việc là em cần phải xem lại là mình đã sống hết mình chưa, mình đã thử thách bản thân đủ chưa. Và những cái day dứt đó nó làm cho em bật lên từ ghế văn phòng. Thực ra thì em cũng không phải là một cái người lớn lên là có sức khỏe phi thường. Từ những thử thách nó đòi hỏi sức bền và thể chất, nó luôn làm cho em có ý chí mạnh mẽ hơn. Thanh thì Trinh thấy là sống thiên về ý chí, và chắc chắn người như vậy cũng hay đọc sách. Thế thì có quyển sách nào gây nhiều cảm hứng cho Thanh hay không? Dạ, cũng có một quyển sách mà người bạn đồng nghiệp cũ của em chia sẻ với em sau khi anh ấy biết là em đã hoàn thành cái giải 100 cây số ở Singapore. Anh ấy nói là nếu em thích chạy thì em sẽ thích đọc quyển này. Thế là cũng tình cờ em đọc quyển này, gọi là Runaway Success của tác giả Thaddeus Lawrence, một người Singapore đã từng tham gia và chinh phục hết cả 4 sa mạc khắc nghiệt nhất trên thế giới này. Từ cái quyển sách đó, nó làm cho em nảy ra ý định. Em nhớ là cái khoảnh khắc mà khi mà em đọc cái quyển sách đó, em không thể nào đặt nó xuống được. Và mặc dù là lúc đó là em đang đi công tác để thử việc cho một vị trí mới trong công ty, và em rất muốn cái vị trí đó, em theo đuổi 2 năm rồi. Khi mà trong cái chuyến công tác như vậy, em không thể nào dứt ra được khỏi quyển sách. Và cái ý nghĩ đầu tiên mà đến với em sau khi em đọc xong quyển sách là liệu em có thể làm được điều này không? Liệu em có thể trở thành người Việt Nam đầu tiên hoàn thành thử thách này không? Và đó là cái lý do mà tại sao em có ước mơ theo đuổi chinh phục thử thách khắc nghiệt như vậy. Từ một quyển sách, mình đưa ra một câu hỏi và cuối cùng mình tự trả lương là có, chắc chắn là được rồi. Tại sao chạy bộ lại khiến cho Thanh cảm giác là một triết lý sống và nó ám ảnh như vậy? Đối với em, chạy dài cũng giống như là một cuộc sống vậy. Đôi khi sẽ có lúc thăng và lúc trầm. Lúc thăng là cái lúc mà endorphin trong não rất là, làm cho bản thân cảm thấy rất là hưng phấn, cảm thấy mình có thể chinh phục được cả thế giới. Thế nhưng mà cái lúc trầm là lúc mà cơ thể đã kiệt quệ rồi, năng lượng lúc đấy rất là ít, đói, khát, mệt, đau. Và những cái lúc đó mình tưởng như là mình không thể nào tiếp bước được nữa. Và vì một lý do nào đó, có thể là vì bản thân thôi thúc muốn bứt phá giới hạn của bản thân, hoặc là vì những người bạn, những người đồng hành, hoặc là những người đang hy vọng, kỳ vọng vào mình, những người đã giúp đỡ cho em tham gia được những cái giải chạy như thế này. Đó là những cái gì mà làm cho em thúc đẩy bản thân để hoàn thành giải. Cũng giống như trong cuộc sống, không ai có thể thành công một mình được, mà luôn luôn cần có sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, lòng tin của người đồng nghiệp, lòng tin của tất cả mọi người hỗ trợ cho mình để đạt được đến thành công. Thì đối với em, cái môn chạy dài thực sự là nó dạy cho em cách làm người. Chúng ta sẽ thấy được điều này bởi vì thành công nó không chỉ bắt đầu từ một bước đi đầu tiên mà còn có rất nhiều khó khăn, thử thách ở giữa. Và cái việc chạy bộ ở trong phòng tập quá khác so với việc chạy bộ trên sa mạc. Chúng ta sẽ cùng đến với những khó khăn, thử thách mà Thanh sẽ phải đối mặt trong tập tiếp theo của chương trình. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Cảm ơn nhãn hàng nước tăng lực No. 1 thuộc tập đoàn No. 1 Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng với chương trình.